Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đẹp, lãng mạn và thơ mộng là thế. Nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng biết bao người lính. Họ có thể là những thiếu sinh quân, là những cậu học trò xếp lại bút nghiên với biết bao ước mơ còn dang dở. Hay họ có thể là những người thầy giáo tạm biệt giảng đường với những cô cậu học trò thân yêu. Những người lính tạm biệt Hà Nội lên đường tòng quân, cho nên chắc chắn những ký ức đã được gói ghém trong tim chẳng thể phai mờ. Trên đường hành quân hay giữa những cánh rừng vừa tan mùi thuốc súng, họ vẫn mơ về một nơi bình yên với biết bao kỷ niệm êm đềm. Đó là một Hà Nội với cái lạnh của những ngày đầu xuân, là làng hoa Ngọc Hà khoe sắc màu rực rỡ, hay là những giọt mưa xuân vương trên mái tóc và đôi má người thương, là những chiều hoàng hôn trong mùa thu Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh đẹp và quyến rũ ấy của thủ đô Hà Nội sẽ được gợi nhớ trong tất cả chúng ta qua những tác phẩm mà quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức sau đây. Bài hát Mưa Xuân của nhạc sĩ Đức Trịnh với phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Bài hát Thu Về Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh với tiếng hát của ca sĩ Minh Quân. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mặt hồ Gươm sao đông, thu về Hà Nội buồn. Bên hồ cây si già đứng mặt hồ Gươm sao đông, thu về Hà Nội buồn. Bên hồ cây si già đứng ánh mắt
chờ ai. Hà Nội trong tôi, đêm mùa thu sao xuyên thao thức. Từng góc phố thân yêu đã cho ta những kỷ niệm êm đềm. Hàng cây soi bóng, hồ Gươm xanh thơ, thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, dù trong thời chiến hay thời bình thì dưới góc nhìn của những người lính, cuộc sống này vẫn luôn lạc quan và tình yêu vẫn luôn cháy bỏng. Đặc biệt đối với những chiến sĩ mang tâm hồn của nghệ sĩ thì cảm xúc đối với cuộc sống này đã biến thành giai điệu và ca từ để làm nên những tác phẩm âm nhạc bất hủ sống mãi cùng với thời gian. Và thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Trịnh là một chiến sĩ, nhạc sĩ như thế. Nhạc sĩ Đức Trịnh sinh năm 1957 tại Bắc Giang. Ông đã từng có nhiều năm chiến đấu ở miền Tây Nam Bộ và chiến trường Campuchia. Trở về sau chiến tranh, Đức Trịnh đã chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật khi tham gia học tập tại trường cao đẳng nghệ thuật quân đội và sau đó là Nhạc viện Hà Nội. Về làm việc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ông vừa làm công tác quản lý, vừa tham gia giảng dạy. Và đặc biệt, trong số rất nhiều những học trò của ông, có rất nhiều người đã lại tiếp tục khoác lên mình tấm áo xanh màu lá, đi tiếp chặng đường vẻ vang của những người lính Cụ Hồ năm xưa. Trên cương vị giảng dạy, Đức Trịnh là một người thầy đầy tâm huyết, hết lòng cho sự nghiệp ươm mầm tài năng âm nhạc trẻ. Và đặc biệt, khi có một không gian dành cho riêng mình, nhạc sĩ Đức Trịnh cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được sống trọn vẹn với niềm đam mê, cháy bỏng trên từng nốt nhạc. Với những công hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà, năm 2012, nhạc sĩ Đức Trịnh đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Có thể nói rằng đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng dành cho nhạc sĩ Đức Trịnh ghi nhận sự sáng tạo và lao động hết mình của ông trên cánh đồng nghệ thuật. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với hai sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, bài hát Ngược dòng Hương Giang và Cảm ơn mẹ. Hai ca khúc này sẽ được trân trọng gửi tới quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi và sau đó là ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Về nơi đâu mênh mang bên
Người ơi,
đã sinh con ra từ câu hát ngọt ngào lời ru quê hương ta, để hôm nay con về đây như nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ tỏa sáng như những vì sao trong đêm, như vầng thái dương soi tỏa bốn phương đất trời quê hương ta đẹp. Man.